three. Something sexy. Sexy. Cái này trai thứ mấy rồi? Ba, thứ ba. Ba, chết. Ba. Yo. Happy four. Chào các bạn đã trở lại trên du lịch Mảnh Mía. Hôm nay là 4th of July. Gia đình mình sẽ đi tới nhà và bạn chơi và có hồ bơi, barbecue. Ở bên Mỹ thì mình sẽ ăn lễ ở nhà, mình có không cứ đi ra biển và đi park nữa tại vì đông lắm. Này thì tao là Fireside này. Này là đầu bếp chính hôm nay đó nha, 4th of July. Ở bên đây thì có mấy đứa nhỏ đang bơi hồ bơi. Mấy đứa nhỏ đang bơi rất là vui. Hello, chị Linh đang làm gì đó? Happy July 4. Happy to have you. Cái này 4, phải. Cái này 4 nè. Em nè, bây giờ quay đi. Em là Huyền trước khi em nhập cuộc chơi. Rồi cô Linh quảng cáo đi. Này, em không bao giờ biết xỉn là gì. Trước khi nhập cuộc chơi. Chữ xỉn là không có cho có trên người cô Linh. Đăng bắp. Hai cô gái rất là giỏi. Giỏi ăn rất là giỏi. Một thùng bắp á nha. Ở Mỹ là có bắp ăn là quá đã, quá ngon rồi. Này là ngày của gọi là gì? Độc lập tự do của Mỹ. Mình là rất là hạnh phúc khi mình ở nước Mỹ. Rồi, mình rất là như là mình là những người con người rất là hạnh phúc. Không còn gì bằng mở mình. Lấy bắp đi nướng ha. Em bắp đi nướng anh gì kêu à? You ready? Good. Hey, got it. How's the cooking, chị? Yeah. Look good. Thank you. Thì Châu làm món specialty của 4th of July. Simon với lại Siwi. Đây thì gia đình đang ngồi chơi, uống bia, nở đồ ăn. Thì mấy đứa nhỏ bên đây thì đang bơi rất là vui nha. Đó. Yo, 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 happy for it. Happy for it, yo. Yo. Còn nữa lại. Ok, now come to eat. Kìa, cậu tới kìa, sushi. Eat the monster. Anh, ngồi đây. Ngồi đây. Ok.
chủ nhà nói đi, bây giờ là trước khi buổi tiệc. Cái này là bà chủ nhà xinh đẹp trước khi nhập tiệc. Bà chủ nhà happy to lay for. Đây là cô chủ trước khi buổi tiệc nè. Chút nữa sau buổi tiệc. Chút nữa sau buổi tiệc. Cái này, dạ không, cái này là quay để kỷ niệm thôi, mốt làm phim. Rồi. Alright, ready? Một, hai, happy July! One, two, three! Đây vô luôn anh! Chụp hết đây được rồi! Đây anh nổi kìa! Đây đi! Trời ơi, con nhiệt cậu quá! Happy! One, two, three! One, two! Cái này là cameraman nè anh. Anh này là anh mập trước khi vô buổi tiệc. Say something. Hello. Nãy không chụp. Dạ. Quên. Good 4th July. Thật mà nó đang chơi rất là vui. Ai cũng rất là dễ thương. Yay. Happy to anh be here. Đây là đầu bếp đến từ Nhật Bản và Việt Nam. Ê, nãy giờ tôi thấy được quay hơi bị nhiều nha. Tại vì đẹp mới được quay được nhiều. Xấu xấu là không ai quay đâu nha. Cô Châu kìa quá trời luôn. Cái này là món gì chị? Tôi không biết tên đâu bà ơi. Nó nghe là bớt quay. Cái này là cá. Đây là anh chủ. Anh chủ đang nướng bắp cho cả nhà ăn. Ơ Giang quay bắp. Để em mời. Bắp chưa chín. Ồ. Giờ nướng thịt. Bỏ thịt lên luôn. Trời ơi, cậu Lâm. Sơn làm rất là ngon nha. Chắc
gì vậy má? Trời ơi. Chết, chết. The soap back, the soap. Here. You don't like the soap? Oh, you don't like it? You don't feel stuck over there. Hôm nay thì mình đã cuốn chả giò. Cuốn chả giò hay không? Năm nay là bán chả giò. Năm nay bán chả giò. Chả giò xói mỏi á. Ước hào người đẹp trai vậy. Này anh Đồng mà mang cái tiếng đẹp quá. Giờ thế nào mà bữa nay em đẹp trai vậy không? Toàn cắt hành. Trời ơi, còn nói nhé chị Linh. Linh cắt hành. Cắt hành nước bắp. Mẹ ơi, mẹ ơi. Dạ. Ờ. Vậy, đổi rồi. Lên kêu anh. Bây giờ dám nhảy nhưng mà cái đầu phải đứng yên. Ở dưới là cái chân. Cái chân. Cái đầu phải đứng yên. Em mới mốt mua cái đẹp đầu lại. Cái đẹp giống mấy người mà bị. Something funny. 1, 2, 3. Something sexy. 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 Bắn. Woo, 1 2 3, 1 2 3, yeah. Oh, rồi. Mấy má ơi, chú điều trả giò chú mấy má. Trời ơi, trời. 3 second luôn. Không sao. 3 second, bỏ lên nướng lại. Cái này là chè sambal lượng. Đó, tay tôi mới rửa đó. Ừ. Anh có ăn cái táo này không? Yeah. Yes, okay. Hello, Bob. One, two, Bob. Wow. You know cái này là chè dược đúng không này nè? Thank you. Okay. Lấy một miếng chanh nè. Lấy một miếng chanh nè. Lại đi. Chờ ba Sơn nha. Chờ đi chờ.
nha. Ủa nãy em nhớ em uống rồi mà. Uống nữa thôi. Family picture. Ready? One, two, three. Happy four. Happy four. Happy four. Cắp gì hả chị Minh? Chạy chạy nước mắm. Tại sao lại chạy nước mắm của chị? Ngạc quá, để tay đèn lên. Quyền, how are you Quyền? Sau bữa tiệc. Em là Quyền. Ổn không Quyền? Sau buổi tiệc. Quyền ơi. Rất là ổn nhưng mà bây giờ nó hơi bị bé bay ra. Bé cái quần đó. Mượn quần của chồng mình mặc đó. Cho nó quần tôi đổi. Cho quần áo của nữa. Đổi quần. Mượn quần của anh Đông mặc đó. Em vô ngay thôi. 1, 2, 2, 3, go! Rồi.
Hoa hậu, hoa hậu chả giò. Mày bán hết trơn. Em đừng có xịn. Em để mày chả giò rất tiện với chả giò. Ê vui nha, đang chậm, kiên chậm, kiên chậm. Chậm nhấn thành, chậm. Mấy anh tụi cùng đó đi mấy ơi. Cái này giống chicken tapioca nè, có lá quế nè chiên. Lá quế giòn luôn nha. Giống mình tới số cây chỗ đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Em quay phim, quay phim, quay phim. Mình tới số cây. Đó. Đó, đó, đó. Đó, đó, đó. Đó, đó, đó. Đó, đó, đó. Talking to Dom. Business problem. Dễ thương quá đi. Show me what you got. Show me what you got.
Chị Châu, bây giờ là chị sau buổi tiệc đúng không? Đây là chị Châu sau buổi tiệc. Chỗ đừng có gồng nha chị. Đây là bé Út sau buổi tiệc đây nè. Vẫn rất là xinh tươi luôn. Cảm ơn các bạn và cô chú đã theo dõi video ở đây. Mình xin tạm dừng video ở đây. Và cảm ơn gia đình cô Linh có bộ tiệc hoành tráng này. Cảm ơn rất nhiều.